Sau đây, mời các bạn nghe bài viết Vì sao Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột được tăng quyền của tác giả Sơn Hà. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, người thống lĩnh toàn bộ các lực lượng vũ trang đã có một buổi gặp mặt với đoàn đại biểu các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng nhân dịp ngày kỷ niệm 22 tháng 12 năm 2016. Điểm mới của thông tin này là chức danh Chủ tịch nước đã được giới thiệu thêm và rõ nghĩa hơn, đi kèm với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang. Lâu nay, các chức danh này vẫn có, nhưng ít được xem trọng và đã được đề cập tới. Khi nhậm chức Chủ tịch nước sau Đại hội Đảng 12, ông Trần Đại Quang đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy Đảng, Nhà nước mở rộng và gia tăng thẩm quyền và thực quyền cho chức danh Chủ tịch nước. Trước đây, vốn đã bị chia sẻ nhiều cho vị trí Tổng Bí thư Đảng và Thủ tướng. Qua đó, chúng ta có thể thấy sự chuyển dịch chức năng đối ngoại quốc phòng từ vị trí Thủ tướng trước đây đã chuyển sang cho vị trí Chủ tịch nước nhiều hơn. Các nhà bình luận thấy rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một nhân vật được phía Mỹ tin tưởng do các hoạt động thời gian gần đây có nhiều biểu hiện chống sức ép từ Trung Quốc. Vì sao lại nói như vậy? Trước hết là chuyến thăm Mỹ trong thời gian gần một tháng vào đầu năm 2015. Ông Trần Đại Quang đã có nhiều hoạt động tiếp xúc với các cơ quan tình báo, phản gián cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ. Cũng như các động thái mới nhất gần đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc Việt Nam đưa tên lửa ra bảo vệ Trường Sa hay tại cuộc đối thoại Singapore lần thứ 38 tổ chức ngày 30 tháng 8 năm 2016. Tại diễn đàn này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cảnh báo những diễn biến gần đây trong khu vực trên Biển Đông đã tác động tiêu cực đến môi trường an ninh khu vực, nhất là tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không. Cũng phải kể đến việc ông Quang đã tiến hành mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ với tổng giá trị 500 triệu đô la Mỹ bằng tín dụng của Ấn Độ cấp và liên kết với Pháp, Anh cùng lên tiếng về an ninh hàng hải trên Biển Đông. Đó chính là các hành động kế thừa con đường ngoại giao quốc phòng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là những điều đã khiến cho nhà cầm quyền Bắc Kinh hết sức căm tức. Tổng số các chuyến công du nước ngoài của ông Trần Đại Quang nhiều hơn hẳn ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chỉ trừ Trung Quốc là ông Trần Đại Quang chưa đi, dù ông Phúc cũng đã đi. Điều này có cái tốt là chuyên môn hóa chức danh quản trị quốc gia, nhưng cái xấu là Thủ tướng không đi đối ngoại thì chẳng có ai cho Việt Nam vay tiền, trong khi ngân sách thì đang cực kỳ khó khăn. Trong bối cảnh chính sách của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang gây căng thẳng cho Trung Quốc và có nguy cơ lôi Việt Nam kẹt vào khi châu bò húc nhau, việc ông Trần Đại Quang càng khó đi Trung Quốc để tránh câu hỏi khó chịu nhất Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong bàn cờ Trung Mỹ. Tuy nhiên, ông Quang không tiến hành công du thăm Trung Quốc với lý do Trung Quốc sẽ không bao giờ hoan nghênh ông Trần Đại Quang. Đó là lý do chính ngoài việc ông Quang đã từng thăm Mỹ dài ngày cách đây hơn một năm. Bởi vì một trong những nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác quan hệ đối ngoại của lãnh đạo Việt Nam là không được qua thăm Mỹ trước khi sang thăm Trung Quốc. Nghĩa là muốn thực hiện chuyến công du sang Hoa Kỳ thì phải được sự cho phép của Bắc Kinh. Qua đó để thấy Chủ tịch nước Trần Đại Quang có muốn cũng dám sang thăm Trung Quốc với lý do đã chắc gì đảm bảo được tính mạng. Trong quá khứ, bài học của một số nhân vật lãnh đạo Việt Nam từng bị phía Trung Quốc đặt chất phóng xạ trong phòng ngủ, như chuyện ông Lê Duẩn đã luôn luôn phải đổi phòng ngủ trong các chuyến đến Bắc Kinh vì nồng độ hàm lượng phóng xạ trong các phòng ngủ dành cho ông Lê Duẩn luôn luôn được các lực lượng bảo vệ lãnh đạo của phía Việt Nam xác định là cao bất thường. Trước đây, người ta cũng nói nhiều đến việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cho tiện trong việc đối ngoại, nhưng trong tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối phó với vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rất nhiều lần khuyên Đảng Cộng sản Việt Nam không nên bắt chước họ. Dĩ nhiên, với bề dày kinh nghiệm chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ làm cái việc bỏ hết trứng vào một giò. Sự chồng chéo quyền lực trong thượng tầng quốc gia thì nó còn làm chậm đi năng lực quản trị và làm cho đất nước chậm tiến, nhưng có lợi cho Đảng là không có một cá nhân nào đủ sức chuyển hướng và chuyển hóa Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc phe nhóm ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phân hóa về quan điểm thân Trung Quốc hay thân Mỹ là điều có thật và là điều không cần phải bàn cãi. Nhất là vào thời điểm hiện nay, vai trò của Việt Nam đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong vấn đề Biển Đông.
nhất là sau khi sự thất bại của Hoa Kỳ trong vấn đề chuyển hướng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng rõ ràng, khác hẳn với sự thao túng bằng tiền bạc của Trung Quốc đã và đang lôi kéo được đa số các quốc gia ASEAN chờ cờ và quay lưng lại với Hoa Kỳ, trong lúc phe đảng của Nguyễn Phú Trọng luôn dương cao lá cờ chủ nghĩa xã hội để lấy cớ xác định phải dựa tuyệt đối vào Trung Quốc để giữ đảng, giữ chế độ, thì phe của ông Ba Dũng với những kẻ có đầu óc thực tế với chiêu bài cải cách nhằm mục đích vay càng nhiều càng tốt cho các dự án đầu tư để kiếm trác, hốt cú chót bất kể nợ công đang ở mức đáng báo động. Chính vì thế, hai phe chính trong đảng luôn gầm ghè tranh giành quyền lực và quyền lợi, mà đằng sau đó là các nhóm lợi ích khổng lồ của các quan chức mỗi phe, nhất là vào thời điểm Việt Nam đang tiến hành công việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước như hiện nay, là cơ hội vàng. Tài sản nhà nước với giá bán rẻ như cho, thậm chí là cho không, nên chuyện chúng nó đánh nhau, thậm chí là giết nhau cũng là việc hết sức bình thường. Dẫu sao, nhân ngày 22 tháng 12 năm 2016, cũng xin được chúc mừng tới ông Trần Đại Quang đã được truyền thông giới thiệu đầy đủ với chức danh tư pháp hơn các chủ tịch nước trước đây. Đó là thống lĩnh lực lượng vũ trang bao gồm cả quân đội, công an, an ninh, cảnh sát, tình báo, dân quân tự vệ, dân phòng, nghĩa là bao gồm tất cả những ai cầm súng và cầm gậy. Ông Quang cần lưu ý là nhắc họ cần phải bớt quay gậy và súng về phía nhân dân, điều đang thường xảy ra, mà hãy chăm chú hướng về phương Bắc. 10 tháng trước đây, trong quá trình chuẩn bị đại hội 12, sau những xung đột gay gắt với phe của ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã giành được thắng lợi trong việc nắm chiếc ghế Tổng Bí Thư thêm một thời gian. Song trên thực tế, trận chiến quyền lực vẫn chưa hề chấm dứt. Tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam càng suy thoái trầm trọng, tranh chấp quyền lực ngày một gia tăng, trong khi uy tín của ông Trọng đã xuống mức quá thấp chưa từng có. Chính vì thế, việc thay thế ông Trọng trong năm 2017 sớm hơn kế hoạch là điều không có gì là hoàn toàn bất thường. Sau 9 tháng nắm chức vụ Tổng Bí Thư của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng là lúc các hậu quả quyết định sai lầm bột phát. Điển hình là kết quả của Hội nghị Trung ương 4 đã cho thấy chiến dịch chỉnh đốn đảng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhằm thanh trừng nội bộ đã thất bại, thì có lẽ ông Trọng khó có thể có khả năng ngồi vào một chiếc ghế Tổng Bí Thư. Không chỉ thế, với sự khủng hoảng lòng tin, một khi uy tín của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ở mức không thể thấp hơn vì có sơ suất trong việc nhận món quà biếu của ban lãnh đạo Formosa, điều mà dư luận xã hội rộ lên cho rằng đó là bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng nặng 50 kg. Vấn đề này đã được Bộ Công an đề nghị thành lập một chuyên án để làm rõ. Tuy nhiên, tập thể Bộ Chính trị với đa số phiếu biểu quyết không tán thành, nghĩa là đã đến lúc ông Nguyễn Phú Trọng phải ra đi và nhường lại ghế Tổng Bí Thư cho người khác là chuyện đương nhiên. Còn nhớ, trong đại hội đảng 12, theo thỏa thuận giữa các phe phái trong đảng, thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ tiếp tục nắm chức vụ Tổng Bí Thư thêm nửa nhiệm kỳ là 2 năm, và sau đó sẽ nghỉ hưu để nhường lại vị trí này cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và ông Quang sẽ là người đầu tiên sẽ đảm trách luôn hai chức vụ cao nhất là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa kiểu Trung Quốc. Tuy vậy, việc ông Quang ngoài việc dính líu đến tội trạng cải lão hoàn đồng trong việc thay đổi năm sinh để kéo dài sự nghiệp chính trị, thì ông Quang còn vướng vết chàm vì người ta đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy ông Quang đã nhận hối lộ 1 triệu đô la do tử tù Dương Chí Dũng, nguyên tổng giám đốc Vinalize. Tới nay, ông Trần Đại Quang đã được truyền thông nhà nước giới thiệu đầy đủ chức danh tư pháp hơn cả các chủ tịch nước từ trước đến nay. Đó là việc thống lĩnh toàn bộ lực lượng vũ trang, bao gồm cả quân đội, công an, an ninh, cảnh sát, tình báo, nghĩa là tất cả những ai cầm súng và cầm gậy. Việc truyền thông nhà nước gần đây đưa tin người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, hôm 19 tháng 12 năm 2016 đã đến thăm Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng, còn gọi là Tổng cục 2. Tại đây ông Trọng nói tình báo quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược toàn diện của Đảng, nhà nước. Tình báo quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với quân đội, đã cho thấy sự hoảng hốt và lo sợ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước thanh thế đang lên quá nhanh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị thì cho rằng ông Trần Đại Quang cần lưu ý các lực lượng vũ trang dưới quyền thống lĩnh của ông hãy bớt quay gậy và súng về phía nhân dân, điều vẫn đang thường xảy ra hiện nay, mà điều quan trọng nhất là phải có sách lược đối phó với Trung Quốc. Lời tuyên thệ nhậm chức của ông mang hàm ý Tổ quốc là trên hết, có nghĩa là trên cả đảng. Mong ông hãy nhớ lấy và thực thi cho đúng khi Tổ quốc và dân tộc cần đến. Sơn Hà tổng hợp.
Trong bài viết có sử dụng một số tư liệu của nhà báo Nguyễn An Dân đăng trên blog cá nhân. Các bạn vừa nghe xong bài viết Vì sao Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột được tăng quyền của tác giả Sơn Hà. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin được hẹn gặp lại trong các chủ đề có liên quan. Xin gửi lời chào, tạm biệt.